Xin chào các bạn, và bây giờ là mình đang ở trong cái lớp tập yoga và bây giờ là soạn tập các bạn. Đó, thì bây giờ là ca cuối mà bữa nay rất là đông các bạn, rất là đông người này. Trời rất là lạnh mà cái môi bị nứt luôn. Đó. Để đi qua đây cho các bạn xem ha. Đó, rất là đông vậy đó. Đó, giờ ngồi nghỉ một xíu xong rồi anh thầy mới vô mới là tập yoga. Tập hơi dịch một xíu. Có duyên ghê chứ. Bữa nay con không có đi tập buổi sáng. Bên kia tính ngồi bên kia mà thấy mấy cái thảm nó dơ quá. Cái bên đây nó sạch sạch, chạy qua đây ngồi nè. Có duyên thiệt. Ngồi đây tập thoải mái nhé. Bữa nay nói gì cũng đông, ra ngoài nó đông ghê luôn. Bữa nay lạnh buổi chiều đông, chắc buổi sáng lạnh quá người ta không đi. Giờ cũng lạnh vậy. Nhưng mà chắc buổi sáng lạnh hơn. Giờ không cho quay trước giờ.